Cả đời chẳng cầu bạn bè đông đúc, chỉ cần một người tri kỷ thôi. Một đời này không cần phải có quá nhiều mong cầu, đơn giản bình dị chính là niềm vui, bình bình đạm đạm chính là hạnh phúc. Con người ta chỉ khi trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu rằng cái khổ mà có thể nói ra thì vẫn không tính là khổ, khổ mà chẳng thể nói ra, ấy mới là nỗi khổ thật lòng. Cũng giống như quá trình trưởng thành của cây cổ thụ, cho dù cần ánh mặt trời nhưng cũng cần bao dung mưa gió. Đường đời của một người càng thuận buồm xuôi gió thì thường thường sẽ không chịu được khổ đau. Bạn có thể oán giận nhưng phải kiềm chế. Phàm là người thành công đều phải trải qua một đoạn thời gian ảm đạm, không có lấy một ai bên mình. Một cú té ngã nhưng giúp ta thức tỉnh, còn hơn quanh quẩn một chỗ không cần thiết. Ấy là để nói rằng khi té ngã cũng chính là cơ hội để đôi chân tự mình đứng lên. Cho nên chỉ khi trưởng thành lớn mạnh mới sẽ không bị chà đạp dập vùi. Chỉ có những ai đã từng trải qua đôi lần đau khổ mới sẽ xem nhẹ những chuyện không như ý trong đời. Vậy nên hãy vui vẻ mà sống trọn cuộc đời. So đo cái gì, tranh chấp điều chi? Điều cần học là biết buông xuống, mọi sự tranh đấu chỉ là thứ nhẹ tựa lông hồng. Chẳng so đo tính toán thì sẽ không đố kỵ trong lòng. Chẳng cầu bạn bè đông đúc mà chỉ cần tri kỷ một người thôi. Chẳng cầu của cải vô số mà chỉ cần vừa đủ. Chẳng cầu ngàn người thương xót mà chỉ cần một người thấu hiểu. Chẳng cần nhà cao cửa rộng mà chỉ cần một gia đình ấm êm. Chẳng cần siêu xe hào nhoáng mà chỉ cầu đi được bình an. Chẳng cầu áo quần đẹp đẽ mà chỉ cầu ăn mặc đoan trang. Chẳng cầu tài cao bát đầu mà chỉ mong hiểu biết của ta sẽ giúp ích cho đời. Chẳng cầu địa vị hiền hách mà chỉ mong công việc thuận lợi. Chẳng cầu đời người huy hoàng mà chỉ mong cả đời không để lại điều chi tiếc nuối. Chẳng cầu vạn sự viên mãn mà chỉ cầu mọi chuyện vừa vặn. Chẳng cầu sống lâu trăm tuổi mà chỉ cầu cơ thể khỏe mạnh. Chẳng cầu cuộc sống xa hoa mà chỉ cầu một đời hạnh phúc. Chẳng cầu ngày tháng tuyệt vời mà chỉ cầu có đủ niềm vui. Đời người ngắn ngủi, sinh mệnh vô thường, mong chúng ta học biết quý trọng. Quý trọng hết thảy những gì mình đang có, xem nhẹ những gì đã mất đi, cố gắng làm tốt những điều nên làm, quên đi tất cả nỗi thương đau. Bình ổn tâm thái để cuộc sống bởi biết đủ mà trở nên hạnh phúc, để đời người bởi biết quý tiếc mà giảm bớt tiếc nuối sau này.